Bạch Thế Tôn có phải ngay thọ tưởng hành thức có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa thọ tưởng hành thức có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải ngay nhãn xứ có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa nhãn xứ có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng? Không thiện hiện bạch thế tôn có phải ngay nhĩ tĩ thể thân ý xứ có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa nhĩ tĩ thể thân ý xứ có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải ngay sắc xứ có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa sắc xứ có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải ngay thanh hương vị xúc pháp xứ có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa thanh hương vị xúc pháp xứ có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải ngay nhãn giới có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa nhãn giới có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải ngay nhĩ tĩ thể thân ý giới có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa nhĩ tĩ thể thân ý giới có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải ngay sắc giới có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa sắc giới có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải ngay thanh hương vị xúc pháp giới có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa thanh hương vị xúc pháp giới có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải ngay nhãn thức giới có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa nhãn thức giới có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải ngay nhĩ tĩ thể thân ý thức giới có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện bạch thế tôn có phải lìa nhĩ tĩ thể thân ý thức giới có thể hành bát nhã ba la mật đa trăng không thiện hiện Bạch Thế Tôn có phải ngay nhãn xúc, có thể hành bát nhã ba la mật đa Trăng Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải lìa nhãn xúc, có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Không thiện hiện.